Mình đăng giá đồ ăn ở bên hàng và có nhiều bạn bảo là sao rau củ ở bên hàng đắt thế, vậy thì cùng xem thử là giá rau củ ở chợ sẽ dao động tầm bao nhiêu nhé. Đây, khoai lang, hành lá, đậu phộng đồng giá 65 cành. Trong siêu thị 2 trái dưa leo 92 cành, ngoài chợ 3 trái dưa leo 65 cành. Úi, rẻ một xíu đó nha. Cà tím 47 cành, trái bí đỏ như thế này 120 cành. Và đây là xương xương những rau bán ở chợ mọi người. Đạo ăn rau như mình đó nha, mỗi lần đi chợ là mình chỉ hay mua bắp cải, nấm kim chi với hành lá thôi. Bột bịch gần 56 cành, tỏi 47 cành. Trái cây thì hiện tại đang là mùa dâu tây với quýt nên là hầu như giá khá là rẻ. Mới hôm qua một hộp dâu tây chỉ có 148 cành mà nay nó giảm xuống 180 cành hai hộp luôn nha. Còn chỗ bán hải sản thì 5 con bào ngư 180 cành, cá cứ một rổ như thế này thì tầm 180 đến 280 cành đó. Nói vậy thôi chứ có bí quyết để mua đồ ăn giá rẻ mọi người. Bình thường thì mình hay mua ở những chỗ bán đồ ăn kèm như thế này hoặc là chờ tới 7-8 giờ tối chợ với siêu thị giảm giá cực kỳ nhiều luôn. Và đó là những giá đồ ăn được bán ở chợ mọi người. Mọi người thấy như thế nào? Giờ thì bye bye.